Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Maxxiang của cửa hàng Lee Super. Thì mấy anh em vắng bóng cũng đã lâu, không có lên giúp đều được cho anh em xem. Tại vì khoảng một tuần gần tới nay thì cửa hàng em đang tân trang lại mới là mọi người. Thì hôm nay cũng gần xong rồi, cũng tranh thủ lên giúp cho anh em mình để anh em mình quên cửa hàng của em mất. Chủ đề chính hôm nay là NFT nha các anh chị. Đây, thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây các anh chị. NFT số mấy là 107, đăng ký đời 2011. Chiếc xe này thì còn chưa xong các anh chị, còn dán tem với lại còn cái cản sau nữa. Nhưng mà tại vì nó có cái biển số đẹp quá, phải lên ngay các anh chị. Còn về cản hoặc là tem thì em sẽ dán cho sau cho mình nha. Đầu tiên em sẽ đi vòng quanh xe cho mình xem một cách tổng quan nhất về xe nha. Dàn áo mới nè, dàn áo zin cho xe nè. Đó, máy còn rất là đẹp. Rồi, điều đặc biệt nhất là nằm ở đây nè quý anh chị, biển số là biển số sẵn luôn nha, 4567 nè, 4567. Biết cái ở đây là nó bị số 0. Ở đây mà nó đổi thành số 3 nó là quá tuyệt vời rồi. Biết nó là số 0 thôi. Số này cũng là quá dữ luôn các chị. Về cái cản này á, cản này thì bên em đang bỏ sơn dầm cút lại nha các chị. Đó, nên mình chưa có gắn vô được. Còn mấy màu hết, không mấy màu. Xe rất là đẹp. Khóa thì ở đây đã lên ổ khóa không mới nha các anh chị, ổ khóa 6 cạnh chống trộn chống đoạn. Anh chị nào muốn về zin lại thì em sẽ về lại ổ khóa zin cho mình thôi, cái đó thì rất là dễ nha. Đó, rồi giờ chị em sẽ báo cáo đúng tình trạng xe cho mình nè. Em SSI này số máy 107, đăng ký đời 2011 nè. Xe thì được tân trang cực kỳ sạch đẹp luôn, mới cực kỳ sạch đẹp, chưa một vết trầy nào hết. Về các anh chị chỉ có đổ xăng chạy sử dụng thôi, chứ không cần phải làm gì thêm nha. Xe đi với biển số sẵn 4567. Vỏ thì vỏ mới luôn, vỏ đun lớp luôn, vỏ đun lớp mới cho mình luôn. Về mình đỡ phải tốn 3 triệu mấy 4 triệu mình vô lại cái cặp vỏ mới ha. Đó, bên em thay luôn vỏ mới cho mình rồi. Về mình chỉ có, nói chung là xe này là chỉ có về chạy sử dụng thôi, không cần phải làm gì thêm hết các anh chị. Tất cả nó đều là hoàn hảo hết rồi. Diễn mới, vỏ mới, mâm phục thì bên em có sơn nhập cuốc lại. Tại chúng ta đi quá lâu rồi, cái xe này tuổi nó cũng cao rồi, mâm phục đi nó phải có chày chùa, thì bên em sơn nhập cuốc lại cho nó đẹp. Dàn áo thì không một vết trầy nha các anh chị, không một vết trầy luôn. Cam kết dàn áo zin theo xe, dàn áo không bể. Về anh chị nào mở ra kiểm tra dàn áo bị bể rồi á, mang ra đây bên em hoàn trả lại đủ tiền cho mình luôn, cam kết 100% luôn. Rồi tiếp theo là anh sẽ cho mình nghe cái máy xe nè. Đó, này là để chưa ga, để ga anti nha các anh chị. Đó, chưa lên ga chị nghe tiếng ngồi nè, ngồi kêu rất là êm, không giọng vui nữa. Rồi thì bây giờ em sẽ lên ga cho mình nha, để mình có thể nghe được tiếng máy của xe. Cam kết chưa vung chưa rớt máy nha các anh chị. Đó,
riêng về máy móc cửa hàng em đảm bảo 100% cho mình luôn, có ghi trong giấy tờ cho mình luôn là xe cam kết xe chưa rớt đầu rớt máy. Nếu anh em nào về kiểm tra rớt đầu rớt máy rồi, bên em sẽ hoàn trả đủ tiền lại cho mình. Đấy, nên về phần mà giấy tờ và máy móc anh em cứ yên tâm, anh quý chị hãy cứ yên tâm, bên em sẽ cam kết hết cho mình. Được rồi, thì con 107 này bên em đang bán với giá là 200 triệu nha các anh chị. 200 triệu cho một em SH, xe keng, chất xe giữ, dạng hơi xe giữ nha. Anh chị nào mà quan tâm về chất lượng á, thì hãy liên hệ với em, liên hệ với tới cửa hàng của em qua số điện thoại là 0966442411 cho quý anh chị. Bên em chỉ chuyên bán những cái chất xe keng nè, xe đẹp nè, và những cái chất xe còn hơi rất là dữ, chứ không có bán những cái xe mà chạy quá nhiều nha các anh chị, hoặc là dàn hơi nó xuống rồi nha, tiền nào của đó thôi các anh chị. Để rồi, đến đây thì em xin kết thúc video clip của mình và hẹn gặp các anh chị trong những video clip sắp tới nha. Nhớ like, share và subscribe cho kênh của tụi em nha mọi người. Còn rất là nhiều xe đẹp, các anh chị cứ liên hệ, hoặc là các anh chị cứ để cái comment, để lại comment bên em sẽ liên hệ lại cho mình nha. SH Việt Nam nè, SH Ý đời đầu nè, Shibo, cho các anh chị bên trong. Rồi, bye bye, mình chào tạm biệt mọi người nha.